nhận hàng mà chỉ kiểm đếm số lượng thôi liệu đã đủ? Nếu bỏ qua việc kiểm tra chất lượng đồng phục sẽ gây ra khá nhiều hậu quả như bề mặt vải xù, hình in bị bong, đường chỉ không đều. Do đó sau đây đồng phục bốn mùa sẽ chia sẻ 5 bước giúp kiểm tra chất lượng đồng phục nhanh, đơn giản và chính xác nhất. Cùng tham khảo nhé. Khi nhận được sản phẩm đồng phục từ người giao hàng, đầu tiên bạn cần đếm lại số lượng theo từng size. Nếu đặt với số lượng nhiều không nhớ hết số size, bạn có thể dựa vào danh sách đã cung cấp trước đó cho đơn vị may để kiểm tra được chính xác hơn. Bước tiếp theo cũng là một trong những bước vô cùng quan trọng vì chất liệu và màu sắc là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng đồng phục. Bạn hãy lấy sản phẩm mới nhận so sánh với vải mẫu ban đầu. Điều này sẽ giúp cho bạn nhận biết được chính xác màu sắc của sản phẩm, tránh việc bị đánh lừa qua cảm giác. Để kiểm tra chất vải, bạn hãy dùng tay và kéo vò để cảm nhận xem có thực sự đạt chất lượng như lời cam kết từ nhà sản xuất hay không. Khi may đồng phục, slogan, logo thường dễ bị lỗi. Bạn thường quên đối chiếu thật kỹ tên công ty, số điện thoại, website được in theo trên đồng phục. Nếu không có bất kỳ sai sót nào về chính tả thì hãy chuyển qua kiểm tra chất lượng hình in theo. Hình in phải đều màu, phẳng mịn, không bong chóc, không nứt vỡ. Hình theo thì cần dày chỉ, không bung xù. Bước 4, cần kiểm tra các chỗ đan nhau của đường may ngách kẹt để xem chúng có chắc chắn hay bị rách phục chỉ không. Bạn có thể tìm tới khớp nối giữa hai mảnh vải, sau đó kéo nhẹ nhàng. Nếu sản phẩm đồng phục tốt thì đường may sẽ giữ được độ thẳng và đường chỉ cũng lộ ra rất ít. Cuối cùng, cần kiểm tra chất lượng của các chi tiết. Nếu đồng phục có khóa kéo thì bạn có thể kéo thử vài lần xem độ bền cũng như độ trơn tru của chúng. Đối với áo sơ mi, áo polo, cúc phải được đơm chắc chắn, lỗ cài đầy đủ và phải đối xứng đều với cúc áo. Sau khi đã kiểm tra kỹ càng các sản phẩm đồng phục, nếu có lỗi, bạn hãy nhanh chóng liên hệ với các đơn vị đặt may để được giải quyết sớm nhất nhé. Hy vọng với những chia sẻ kinh nghiệm kiểm tra chất lượng trên của đồng phục bốn mùa, bạn sẽ có những bộ đồng phục thật sự ý.